Road header excavator. Máy đào hầm road header là một trong những loại máy móc công nghiệp được thiết kế đặc biệt để đào và xây dựng đường hầm, phục vụ trong các công trình xây dựng hạ tầng giao thông và công nghiệp khai thác mỏ. Máy đào hầm sở hữu cấu tạo và trang bị vô cùng độc đáo. Về ngoại hình, khung thân xe là sự kết hợp hoàn hảo của khung gầm bền bỉ, hệ thống bánh xích linh hoạt và hệ thống băng tải cùng bộ xử lý vật liệu hiện đại, giúp máy đào hầm luôn đảm bảo sự ổn định và hiệu quả trong môi trường hầm mỏ. Ngoài ra, máy đào hầm còn sở hữu hệ thống động cơ nhiều cấp hiện đại, hệ thống máy bơm thủy lực và điều hướng đa chiều, giúp xe tối ưu hóa trong vận hành và luôn đảm bảo hiệu suất làm việc. Trang bị quan trọng nhất của xe là hệ thống đầu đào khổng lồ. Đầu đào là một mũi khoan kim loại hiện đại với nhiều mấu nhỏ nhô ra đan xen vào nhau, giúp tăng khả năng đào và phá hủy vật liệu. Khi làm việc, đầu đào sẽ xoáy mạnh vào những vị trí cần đào để phá nhỏ những khối đá. Cùng với đó, hệ thống máy nghiền sẽ xoáy mạnh và nghiền nhỏ vật liệu để có thể đưa những vụn đất đá thừa đi ra ngoài. Với khả năng làm việc ở những điều kiện khắc nghiệt dưới lòng đất, khả năng đảm bảo an toàn cho công nhân và tối ưu hóa trong thi công, máy đào hầm đã trở thành phương tiện quan trọng nhất trong ngành khai thác mỏ. Excavator amphibious. Máy xúc lội nước excavator amphibious được thiết kế và sản xuất với nhiệm vụ múc, xúc hay nạo vét vật liệu ở trên sông hay những vùng trũng. Máy xúc lội nước được trang bị nhiều công nghệ và tính năng vô cùng độc đáo. Về ngoại hình, máy xúc lội nước sở hữu khung thân máy xúc bền bỉ hiện đại, hệ thống gầm xe chắc chắn với khả năng chịu tải cực cao, kết hợp cùng hệ thống bánh xích được cấu tạo đặc biệt với hai khoang kim loại rỗng giúp nó nổi và di chuyển trên sông rất linh hoạt. Về nội thất, trái tim của máy xúc lội nước là hệ thống động cơ nhiều cấp hiện đại kết hợp cùng hệ thống bơm thủy lực và điều khiển đa chiều, giúp xe luôn ổn định và chính xác khi làm việc. Trang bị quan trọng nhất của xe là hệ thống tay cần khỏe mạnh. Tay cần dài giúp nó dễ dàng nạo vét hay vận chuyển hàng hóa ở khoảng cách xa. Với những đặc điểm và cấu tạo nổi bật cùng khả năng làm việc trên nhiều môi trường khác nhau, máy xúc lội nước là phương tiện lao động vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Dump truck. Xe tải tự đổ dump truck được biết đến là một trong những loại xe khỏe mạnh và tiên tiến nhất trong ngành vận chuyển và khai thác. Với thiết kế hiện đại, chú trọng vào khả năng vận hành và chuyên chở vật liệu nặng, xe tải tự đổ được trang bị hệ thống động cơ diesel khỏe mạnh, luôn đảm bảo công suất tối đa và khả năng vận hành hiệu quả. Hệ thống phanh và cân bằng tải ổn định giúp xe luôn hoạt động hiệu quả trên nhiều địa hình khác nhau. Đặc biệt, xe còn được trang bị hệ thống điều khiển và giám sát tự động, hệ thống chống rung và giảm chấn khi va chạm, giúp tối ưu hiệu suất và độ chính xác khi làm việc. Trang bị quan trọng nhất của xe là hệ thống thùng xe khổng lồ, thùng xe bền bỉ kết hợp cùng hệ thống máy bơm thủy lực hiện đại, giúp xe dễ dàng trong việc nâng hạ và vận chuyển hàng hóa. Nhờ sự đa dạng về thiết kế và cấu tạo, cũng như khả năng làm việc ổn định,
Xe tải tự đổ thường hoạt động trên các nhà máy hay các công trình lớn. Đồng thời, nó cũng là phương tiện vận chuyển vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Long reach excavator. Máy xúc cần dài, long reach excavator, được thiết kế và sản xuất với nhiệm vụ múc, xúc, vận chuyển hay nạo vét vật liệu ở khoảng cách xa và ở những địa điểm đặc biệt. Máy xúc cần dài thường làm việc trên những khúc sông, đầm lầy hay những công trình và công trường lớn. Xe sở hữu cấu tạo chuyên dụng với khung thân kim loại bền bỉ, chắc chắn, hệ thống gầm xe và bánh xích cơ động cho nó khả năng xoay 360 độ linh hoạt và khả năng di chuyển, làm việc ổn định trên nhiều địa hình khác nhau. Đặc biệt, máy xúc cần dài sở hữu hệ thống động cơ và điều khiển hiện đại, động cơ diesel nhiều cấp khỏe mạnh cho công suất lên đến hàng trăm mã lực, kết hợp cùng hệ thống máy bơm thủy lực và điều khiển tự động, giúp xe luôn hoạt động chính xác và bền bỉ trong nhiều điều kiện khác nhau. Trang bị quan trọng nhất của xe là hệ thống tay cần chuyên dụng. Với cấu tạo dài, khỏe mạnh, tay cần là sự kết hợp linh hoạt của hệ thống khớp nối và các tay đòn chịu lực, giúp xe dễ dàng điều khiển, làm việc, múc, xúc và vận chuyển vật liệu đến nơi cần thiết. Nhờ khả năng làm việc ổn định và đảm bảo nhiều yêu cầu khác nhau trong công việc, máy xúc cần dài đã trở thành một trong những phương tiện quan trọng trong nhiều ngành nghề như xây dựng, vận chuyển và khai thác. Hitachi wheel loader. Xe xúc lật Hitachi. Hitachi wheel loader. Xe xúc lật Hitachi là một trong những dòng xe xúc lật được sản xuất và phát triển bởi tập đoàn công nghiệp hạng nặng Hitachi, một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất thiết bị công nghiệp. Về nội thất, xe được trang bị hệ thống động cơ diesel hiện đại với trọng tải lên đến 2 tấn, hệ thống lái điện tử và phanh ABS hiện đại giúp xe luôn đảm bảo sự ổn định khi vận hành. Điểm đặc biệt nhất của xe là hệ thống khung thân hiện đại. Khung thân bền bỉ sở hữu cấu tạo mô đun hóa linh hoạt, giúp việc bảo trì hay sửa chữa luôn được thực hiện một cách dễ dàng. Nhờ những hiệu năng mạnh mẽ và khả năng làm việc ổn định, xe xúc lật Hitachi thường hoạt động trên các công trường hay hầm mỏ. Đồng thời, nó cũng là một sản phẩm thành công của tập đoàn Hitachi. Tunnel excavator. Máy xúc đào đường hầm Tunneling Excavator được biết đến là một trong những thiết bị công nghiệp mạnh mẽ, đa năng với thiết kế đặc biệt để đào và khai phá các đường hầm dưới lòng đất. Máy xúc đào đường hầm được trang bị nhiều công nghệ và tính năng vô cùng hiện đại. Về ngoại thất, xe sở hữu hệ thống khung thân máy xúc hiện đại, bền bỉ, hệ thống gầm xe và bánh xích chắc chắn, giúp nó dễ dàng di chuyển và làm việc trên nhiều địa hình khác nhau. Về nội thất, máy xúc đào đường hầm sở hữu hệ thống động cơ diesel hiện đại cho công suất lên đến hàng trăm mã lực, hệ thống bơm tăng áp và cân bằng tải hiện đại, cho nó khả năng làm và xử lý nhiều yêu cầu khác nhau trong công việc. Trang bị quan trọng nhất của xe là hệ thống tay cần hiện đại. Tay cần dài là sự kết hợp linh hoạt của hệ thống khớp nối, các tay đòn chịu lực cùng hệ thống gầu đào chuyên dụng,
cho nó khả năng xúc, đào và vận chuyển đất đá trong các không gian hạn chế. Nhờ khả năng làm việc đặc thù và khả năng đảm bảo nhiều yêu cầu khác nhau trong công việc, máy xúc đào đường hầm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đào và xây dựng hệ thống đường hầm, giao thông, điện nước và nhiều dịch vụ khác nhau trong cuộc sống. Skeeter brush trucks. Xe cứu hỏa Skeeter. Skeeter fire truck được thiết kế và sản xuất để có thể linh hoạt di chuyển và làm việc trên các không gian hẹp. Xe cứu hỏa Skeeter sở hữu cấu tạo và khả năng làm việc vô cùng độc đáo. Dựa trên khung gầm xe tải Ford, Skeeter sở hữu chiều dài 7m, chiều rộng 3,5m, chiều cao 2,5m và tổng trọng lượng xe là 10 tấn, cùng khả năng mang theo 2 tấn nước khi hoạt động. Ngoài ra, xe được trang bị hệ thống động cơ diesel hiện đại với công suất lên đến 500 mã lực, cho nó khả năng di chuyển linh hoạt và cung cấp sức mạnh tối ưu cho các vòi bơm và bọt chống cháy, giúp xe dễ dàng hoạt động và đạt hiệu quả cao trong công việc. Nhờ thiết kế tối giản và khả năng làm việc linh hoạt, xe cứu hỏa Skeeter thường hoạt động trên các tuyến phố nhỏ hay các vị trí rừng rậm khó tiếp cận. Xe tải tự đổ Volvo, Volvo dump truck. Xe tải tự đổ Volvo, Volvo dump truck. Xe tải tự đổ Volvo là một trong những chiếc xe tải mạnh mẽ và tiên tiến nhất trên thế giới với thiết kế hiện đại, chú trọng vào khả năng vận hành và chuyên chở vật liệu nặng. Xe tải tự đổ Volvo được trang bị hệ thống động cơ diesel khỏe mạnh, luôn đảm bảo công suất và vận tốc vận hành tối đa, hệ thống phanh và cân bằng tải hiệu quả, giúp xe luôn hoạt động hiệu quả trên nhiều địa hình khác nhau. Đặc biệt, xe tải tự đổ Volvo được trang bị hệ thống điều khiển và giám sát tự động, hệ thống chống rung và chống va chạm khi di chuyển, giúp tối ưu hiệu suất và độ chính xác khi làm việc. Là một trong những sản phẩm tân tiến nhất của tập đoàn công nghiệp Volvo, với nhiều công nghệ và khả năng hiện đại, xe tải tự đổ Volvo luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong ngành vận chuyển và khai thác. Excavator Amphibious. Máy xúc lội nước Excavator Amphibious được thiết kế và sản xuất với nhiệm vụ múc, xúc hay nạo vét vật liệu ở trên sông hay những vùng trũng. Máy xúc lội nước được trang bị nhiều công nghệ và tính năng vô cùng độc đáo. Về ngoại hình, máy xúc lội nước sở hữu khung thân máy xúc bền bỉ hiện đại, hệ thống gầm xe chắc chắn với khả năng chịu tải cực cao, kết hợp cùng hệ thống bánh xích được cấu tạo đặc biệt với hai khoang kim loại rỗng giúp nó nổi và di chuyển trên sông rất linh hoạt. Về nội thất, trái tim của máy xúc lội nước là hệ thống động cơ nhiều cấp hiện đại kết hợp cùng hệ thống bơm thủy lực và điều khiển đa chiều, giúp xe luôn ổn định và chính xác khi làm việc. Trang bị quan trọng nhất của xe là hệ thống tay cần khỏe mạnh. Tay cần dài giúp nó dễ dàng nạo vét hay vận chuyển hàng hóa ở khoảng cách xa. Với những đặc điểm và cấu tạo nổi bật, cùng khả năng làm việc trên nhiều môi trường khác nhau, máy xúc lội nước là phương tiện lao động vô cùng quan trọng trong cuộc sống